À, nghe ổn hơn rồi đó. Ok được Dạ, để em lấy cái bảng câu hỏi này ra đây luôn cho người ta dễ theo dõi. Rồi, xong. Thiệt. Rồi, ok, cảm ơn anh Hiếu nhận lời tham gia cái buổi streaming ngày hôm nay. Và để bắt đầu cho nó dễ thì em có một số em có tổng hợp một số cái câu hỏi của các bạn gửi tới, thì chờ tí để em mở nó ra. Nếu bạn nào có câu hỏi bạn nào có câu hỏi thì bạn có thể comment ngay bây giờ nha, ở bên YouTube á, thì bạn có thể chat đấy thì mình sẽ nhận được ngay. Nó bị delay cho nên là chắc nói câu này xong cái một lát nữa người ta mới nhận được. Mấy lần trước làm có bị gì không? Lúc nào nó cũng bị á, nhưng mà riết rồi mình quen á. À, lúc nãy hỏi có trả lời đâu. Nãy hỏi cái gì hôm nay, bây giờ mình kéo lên, bây giờ mình cứ hỏi đi thì coi. Tại vì bây giờ mình thiên về cái giao lưu kinh nghiệm nhiều hơn so với cái việc là mình hỏi về cái kỹ thuật nhé. Tại vì kỹ thuật thì mình sẽ có những cái buổi streaming khác thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn, chứ còn tại vì mình không muốn chiếm thời gian nhiều của anh Hiếu công. Rồi, ok, có một số câu hỏi cho anh Hiếu như sau nè. Có một người hỏi là làm sao để mà phân phối hài hòa màu trên một bức ảnh mà mình xử lý á. Có cách nào để mà mình xử lý hợp mắt mọi người được hay không? Ý là mình xử lý thế nào để mà ai coi mà mình cũng cảm thấy nó thoải mái hết. Alo, anh nhận được câu hỏi chưa? Nhận rồi bây giờ để cho nó xong đi mới nói được. Nếu được anh tắt luôn cái âm thanh ở trên cái YouTube á, tắt âm thanh của YouTube đi thì nó đỡ bị nhiễu hơn. Ok rồi, cái này thì để trả lời các bạn như sau nha. Nếu mà nói về cái chuyện mà đẹp hay xấu trong vấn đề mà làm bức ảnh đó, nó cũng khó nói lắm. Thứ nhất là 5 người thì 10 ý mà. Nhiều khi người này cho là đẹp, người kia cho là xấu, rất là khó nói. Và để làm một bức ảnh mà bạn cứ tin rằng để cho tất cả mọi người đều có thể thấy là hài hòa đó, thì cái bộ cái đó là cái chuyện không tưởng. Ngay cả bản thân những người mà làm pro lâu năm, kể cả những họa sĩ hoặc là những người bên Mỹ này, bậc thầy luôn đó, làm ra vẫn bị người chê. Cho nên là mình cứ theo những cái xu thế thôi. Chẳng hạn như bây giờ đó, theo tôi thấy đó, cái thời mà hiện nay là cái thời của blend màu. Và blend màu thì nó có nhiều cái trường phái lắm. Có người thì thích cái tông này, người thích tông kia. Cũng giống như làm ảnh như dịch vụ mà trước tôi làm ở Việt Nam cũng vậy, có người thích trắng hồng, có người thích vàng cam. Nhưng cuối cùng rồi á thì mình cứ căn cứ cái đam mê. Cái gì vậy trơn á, làm gì cũng phải có đam mê, mà cái đam mê là cái đầu tiên để giúp cho các bạn có thể đi đi vào sâu hơn. Và sau cái đam mê đó là các bạn nên tìm những cái bài hàng cơ bản để mà học. Thì tôi nghĩ một trong những cái bài cơ bản này có thể tham khảo những cái kênh của nhiều người dạy, hoặc là những bộ đĩa như Phong Phúc là một nè. Thứ hai đó là muốn cho nó đi nhanh hơn trong cái nghề này thì nên tìm một cái việc làm mà nó có liên quan tới cái nghề, chẳng hạn như đi xin chấm chỉnh ảnh cho các cái nơi CEO hay gì đó, thì nó sẽ giúp cho mình nhanh lên tay nghề. Còn học mà chúng ta không có làm á, học chay á, thì khó mà thành công được. Cái đó là theo kinh nghiệm của tôi và một số các cái em sinh viên mà xưa tôi đào tạo nó là như vậy. Thì mong rằng bạn không biết có đồng ý với câu hỏi này hay không. Tại vì em thấy là có nhiều người, ví dụ người ta chụp hình chẳng hạn, thế thì người ta cũng có cái nhu cầu người ta học. Thì không biết là mình cách nào mà mình có cái cách mà tự tạo động lực để mà mình học hay không. Tại vì mình chụp hình mà, thì hoặc là người ta chụp bằng điện thoại, chụp du lịch, chụp gia đình thôi, nhưng mà người ta vẫn có nhu cầu người ta chỉnh. Thì lúc đấy làm sao để mà mình dễ mình tiếp cận được những cái bài học hay là cái cách để mình nắm bắt cho nó nhanh không? Thì thứ nhất là tăng cái nó căn cứ vào cái sở thích của những người đó. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như tôi thích về vấn đề hình ảnh, thì tôi chụp cái bức ảnh tôi thấy xấu hổ mà tôi muốn làm sao cho nó đẹp hơn,
để cho đi khoe người này người kia, thì nó phải có một cái đam mê trước rồi đó. Cái gì cũng phải có đam mê. Và cái thứ hai đó là mình phải có, nếu nói hẳn ra vô cái nghề này, cái nghề ảnh này á, hoặc cái nghề Photoshop á, thì tôi sẽ chia làm hai hai giới. Mà ngày xưa khi mà tôi dạy bên các trường đại học hay là đi giao lưu với các anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Việt Nam thì nó cũng chia làm hai giới. Giới thứ nhất á, là làm cơm gạo hay gọi là làm dịch vụ. Giới thứ hai là gọi là tài tử, gọi là chỉ chơi thôi. Thì nếu mà chúng ta xác định rõ chúng ta làm cơm gạo hay làm để chơi, mà nếu mà làm để chơi đó thì chơi phải chơi cho nó đài khác, chơi cho nó thanh lịch, chơi mà phải chơi cho nó ra tiền kìa, chơi cho tới luôn á, thì chúng ta mới đi tới được. Thì một trong cách chơi tới là chơi ảnh nghệ thuật và đi thi, đi kiếm giải hoặc là kiếm tiền từ cái chơi. Còn mà làm cơm gạo thì chúng ta làm dịch vụ khách hàng, lấy tiền từ khách hàng vậy thôi. Thì cho nên các bạn khi mà vô ảnh đó, các bạn phải xác định rõ là mình theo cái hướng nào, chỉ có hai hướng, còn không có hướng thứ ba đâu nha. Hướng thứ ba mà hướng mà kiểu lửng lửng lơ lơ cá vàng á, khó đi đến đâu thành công. Ông đồng thời là có một bạn khác hỏi là làm sao để mà học Photoshop á thì tới được cái mức pro á thì nó khoảng cỡ bao lâu, hoặc là chỉ ít là được cỡ như là trình độ như của anh chẳng hạn, thế thì anh đã mất khoảng bao lâu, nên là có thể là anh chia sẻ những cái trải nghiệm của anh về cái những cái cách mà anh học Photoshop, hoặc là những cái va chạm đụng chạm trên cái việc là chúng ta làm nghề chẳng hạn vậy. Cái này thì thứ nhất mình trả lời cho các bạn như thế này: nếu mà nói pro thì tôi chưa có pro. Tại sao vậy? Tại vì pro với không pro đó, nó cũng khó nói lắm. Mà sau khi mà tôi qua Mỹ này tôi học lên đó, thì tới bây giờ tôi vẫn còn học vô số, tôi còn học rất là nhiều. Cho nên đó, cái pro đó là nó được đánh giá ở một cái mức độ hữu hạn nào đó thôi. Ví dụ như cái Photoshop này nó mông lung và nó lớn, ví dụ như trong cái lĩnh vực này thì anh có thể là pro, nhưng mà ứng dụng vô cái lĩnh vực khác anh chỉ là một cái thằng tép riu thôi. Đó là như vậy. Còn cái chuyện mà tôi học Photoshop như thế nào là được như thế này thì tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe. Nó cứ là một cái duyên tình cờ đó thưa quý vị. Như vậy biết tôi xuất phát từ dân là dân kỹ thuật thực tế, tôi là dân máy tính, là dân lập trình. Cái nghề tôi là nghề kỹ sư về phân tích thiết kế hệ thống. Thì năm 1997 á, thì tôi được Sở Khoa học Công nghệ Môi trường, lúc đó cái tờ báo PC World là một trong tờ báo hàng đầu Việt Nam như người biết rồi đó, thì người ta có tuyển dụng vô đó làm việc. Thì ngày xưa tôi học Photoshop từ phiên bản là 2.0 trên Macintosh. Rồi thì ngày này qua tháng kia đó làm riết người nó quen. Rồi cái nữa đó là cái sau khi mà tôi nghỉ nhà nước rồi thì cái một trong những cái mà tôi giống như là dùng nó để mà quay khỏa để mà chơi, người ta có nhiều cách chơi nhưng mà mình chơi nhiếp ảnh, nên chính vì chơi nhiếp ảnh thì tôi lại lại phải dùng Photoshop một lần nữa để phục vụ cho nhiếp ảnh của mình. Và trong quá trình chơi thì tôi phải chia sẻ cho người này người kia, như nhiều người biết cũng tôi chỉ vậy thôi, chứ nói rồ thì không dám nhận mình là rồ. Tới bây giờ vẫn là một thằng phải đi học Photoshop nữa thưa quý vị. Và cái gì tôi chia sẻ là chia sẻ những gì tôi biết thôi, còn những cái tôi chưa biết nhiều lắm. Chẳng hạn như hôm nay tôi lên đây nè để tôi học thêm ở Phúc hay là ở ở Tuấn, hoặc là vừa rồi tôi có coi mấy chương trình mà online của Thị Uyên, nó cũng học nhiều lắm. Tới giờ tôi vẫn học học từ những các bạn trẻ và cập nhật thường xuyên thôi các bạn. Và một trong những cái mà tôi nói các bạn muốn grow á là chỉ có học, mà học mãi ra, học những cái gì mới và học tất cả của những người khác, chỉ vậy thôi đơn giản. Giống như kiểu của em á, mỗi lần mà các bạn vẫn nghĩ em rồ nhưng mà thực ra là biết thì mình biết được cái gì thì mình nói cái đấy thôi, nhưng mà đa phần những cái mà em làm tốt chẳng hạn như thế thì em cứ phải ví dụ như là mình nghĩ là mình sẽ làm cái gì như vậy thì mình sẽ Google trước, mình coi là mình sẽ cần cái gì, hay là mình bổ sung những cái thông tin về cái mà em muốn làm cái tốt đó chẳng hạn, thế tutorial đó. Thì nói chung cảm ơn câu trả lời của anh, và em cũng bổ sung thêm một tí, chia sẻ một tí xíu của em vậy thôi. Ok, thì có những cái câu hỏi tiếp theo như sau nè. Chào thầy Hiếu, hẳn là ai trong giới design và nhiếp ảnh cũng biết đến tên thầy bởi những thành tựu mà thầy đã chia sẻ cho mọi người như giáo trình bài giảng kênh YouTube. Em có câu hỏi muốn hỏi thầy. Bạn này có ba câu hỏi như sau nè. Thầy có thể kể và trải lòng cho mọi người, đặc biệt như giới trẻ như em, về quá trình thầy đến con đường này, những khó khăn thách thức thầy đã trải qua, như kinh nghiệm đúc kết được không? Cái này thì nãy hình như là anh có nói tới tương đối. Câu hỏi thứ hai là bây giờ thầy đã định cư ở Mỹ rồi,
Thì với trình độ kinh nghiệm và kiến thức của thầy thì thầy đánh giá ngành nhiếp ảnh và design của Việt Nam ta so với thế giới thì như thế nào, đặc biệt là so với Mỹ? Hay câu thứ ba nữa là nếu nói với giới trẻ Việt Nam một câu thì thầy sẽ truyền đạt tụi em câu gì ạ? Tôi rất thích câu hỏi này. Tại vì nó cũng mang cái tính nó giống như là một cái sự định hướng rất là tốt. Và cái may mắn của tôi đó là tôi được làm việc ở Việt Nam và làm việc ở Mỹ và làm việc đúng cái con đường mà mình đang đi. Hiện nay công việc của tôi như các bạn biết là vẫn tiếp tục những cái lập trình, những cái hệ thống trên máy tính, trên internet, về cái internet marketing, rồi kiếm tiền online vân vân. Và cái vấn đề ứng dụng cái hình ảnh và phim ảnh vào trong cái nghề tôi đó là hầu như là sử dụng một cách triệt để mà đưa vào công việc của mình. Thì cái việc đầu tiên á, tôi xin trả lời câu hỏi là các bạn nói là cái quá trình và con đường để mà trải qua những kinh nghiệm đúc kết được từ cái nghề này. Thì thật sự mà nói á, cái thời buổi hiện nay với cái thời mà của tôi ngày xưa nó khác nhau lắm các bạn. Giống như nói về cái chuyện chẳng hạn như các bạn trẻ như bây giờ, như là Hoàng Phúc là một nè, như Thùy Uyên là hai nè, như một số bạn đó. Thì tôi theo dõi các bạn này rất là nhiều. Và trong tận đáy lòng của mình đó, rất là kính phục. Và rất là thấy được cái sự bản lĩnh của các bạn này. Và giới trẻ Việt Nam mình hiện nay tôi nói thật, gà tô thì cũng rất là nhiều, nhưng mà bản lĩnh thì cũng rất là nhiều. Và cái thời của tôi hồi xưa là không làm được cái điều đó đâu. Cho nên đó, cái thách thức nhiều khi thời nay nó khó hơn ngày xưa rất là nhiều. Thời nay cái thách thức lớn nhất của các bạn tôi nghĩ rằng nó không phải là vấn đề là cái kiến thức hay là cách làm, mà thách thức lớn nhất của các bạn bây giờ là phải làm sao sáng tạo hơn và bản lĩnh hơn, và đặc biệt là phải đối chọi với một cái tình hình mới, tình trạng mới là cái thế lực gato rất là nhiều. Và hiện nay bản thân tôi nữa là đang sống tại Mỹ, làm việc với bên Mỹ này thì ok, không vấn đề gì hết á. Bởi vì những người bên đây họ rất là khác, cái tư tưởng là khác. Nhưng mà khi có chia sẻ cái gì mà cho anh em bên Việt Nam á, thì cũng rất là e dè và cũng rất là cân nhắc. Bởi vì chỗ phải luôn luôn là phải gặp những khó khăn và những thách thức như vậy đó. Đó là nói về trước mắt thôi. Còn nói về con đường lâu dài đó, thì nói về kinh nghiệm mà đúc kết để mà được những thành tựu, thì tôi cũng muốn chia sẻ ở góc độ cá nhân của mình. Thì cái thành tựu mà muốn đạt được, chúng ta chỉ có ba thứ thôi các bạn. Thứ nhất là cái đam mê. Tôi vẫn nhấn mạnh hoài cái đam mê. Nếu mà không có đam mê thì không làm được gì hết. Cái thứ hai đó là chấp nhận những cái gọi là thất bại. Bởi vì trên con đường mà đi đến thành công, mà nhất là trong cái lĩnh vực thiết kế, design hay là bên Photoshop hay bên nhiếp ảnh này đó, thì cái thất bại nó hầu như là 90%. Bởi vì nó là nghệ thuật mà. Mà nghệ thuật thì nó không có cái gọi gì đánh giá chính xác như là toán học. Cho nên hầu như là, nhất là những người mới ra trường hoặc là những người mới bắt đầu công việc đó, thì luôn luôn là bị đè nén và bị xem thường. Cho nên cái thất bại luôn luôn nó sẽ đi đôi với cái công việc hàng ngày của mình. Cho nên mình phải học được cái chữ nhẫn. Cái điều thứ hai là đam mê nha, điều thứ hai là nhẫn nha. Và cái thứ ba đó, các bạn thành công trong cái lĩnh vực này thì các bạn phải luôn luôn phải update, phải học và cập nhật thường xuyên. Và biết không, như bản thân tôi bây giờ tôi cũng tâm sự thật chứ Tú với Phúc mấy ngày hôm trước là tôi nói là thôi các em cứ làm, anh tham gia với tư cách là một người khách mời và học hỏi tụi em là chính thôi. Thì Tú nó cũng nói thẳng mặt tôi, nói em có xem những cái sản phẩm của anh, những cách làm của anh, những cái hình ảnh của anh làm về hình cưới vân vân, thì em nói anh đừng có buồn nha, là những cái gì mà anh làm nó xưa cũ quá rồi, nó xấu ờm mà nó không có đẹp. Thì tôi thật sự tôi rất là quý những cái lời nói như vậy, thật sự đó là đúng. Các bạn biết không, tại vì tôi đã bỏ cái nghề ảnh này cũng hơn 7 năm. Ngày xưa ở Việt Nam là tôi chuyên đào tạo cho những anh chị em, những bạn học viên á đến cái trường tôi dạy á, thì tôi chỉ đào tạo ra là chủ thôi, chỉ đào tạo ra làm chủ, không đào tạo làm thợ. Thì tôi bỏ nghề lâu rồi, cho nên cái xu thế bây giờ nó khác hẳn lắm. Và
không những mà bản thân tôi đâu, và tất cả những anh em lớn tuổi hoặc là những cái CEO lớn mà các bạn biết ở Sài Gòn, dần dần coi như là cũng có người lụi tàn, cũng có người phải dẹp tiệm, cũng có người không thành công mà phải nhường cho những giới trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay cái xu thế thời đại nó luôn luôn là nó phải đòi hỏi những cái mới, thách thức mới và những cái nhu cầu mới. Thì cho nên chúng ta phải luôn luôn cập nhật. Thì xin trả lời lại là muốn thành công và những kinh nghiệm mà các bạn phải cần phải vượt qua trong câu hỏi đầu tiên này: đam mê, nhẫn và phải luôn luôn cập nhật thông tin. Đấy, câu hỏi thứ hai là cái khác biệt của cái xu hướng thiết kế hay là chỉnh sửa ảnh của nước ngoài cũng như là ở Việt Nam, so sánh. Thứ nhất là tôi được cái may mắn là khi qua bên Mỹ này đó, thì tôi được cái may mắn là tôi vẫn đi theo con đường nhiếp ảnh một phần nào đó. Bởi vì hàng năm thì tôi có đi chấm thi về nhiếp ảnh. Thì như các bạn có theo dõi thì 2 năm vừa rồi tôi có tham gia chấm ảnh cho các cái nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và trên toàn thế giới gửi về Mỹ thi. Và cái thứ hai là tôi cũng được cái may mắn là đi rất là nhiều nơi trên nước Mỹ này và được tiếp xúc với những anh em mà làm ảnh. Thì các bạn sẽ chia ra làm hai cái như thế này để khỏi ngộ nhận. Thứ nhất là cái người Việt mình làm tại Mỹ và người Mỹ họ làm, hai cái rất là khác nhau. Nếu mà nói về người Việt mình làm ảnh ở Mỹ, mà tại vì bên đây á, người ta không có cái cầu kỳ nhiều như ở xứ mình, và người ta không có thời gian. Và tất cả bên Mỹ này nó đều rất là khác biệt so với cái suy nghĩ của mình ở Việt Nam. Và nói thẳng ra nếu mà làm ảnh mà kiếm tiền ở Mỹ á, thì nó dễ kiếm tiền và nó kiếm tiền nhiều hơn và đơn giản hơn Việt Nam nhiều. Tôi nói đơn giản vậy, tôi có một người bạn ở Texas á, thì anh này mở một cái studio ảnh. Thì anh vô anh chụp một cái bức hình á, anh tưởng tượng nổi không, còn một cái bức hình thẻ thôi mà có thể kiếm từ $60 là chuyện rất là bình thường. Tôi nói mà nghe mình giật mình, ủa sao lại kiếm nhiều tiền như vậy. Bởi vì bên Mỹ này nó làm hình á, cũng chụp hình thẻ phải không, vô ngồi đi bấm cái cạch xong rồi đó, là coi như là nó gọi là basic á, là một hình như vậy ra 5 tấm hình nhỏ $25. Rồi sau đó thằng đó nó muốn gì phải không, nó muốn chỉnh mặt sáng lên $5 nữa, muốn chấm mụn $5 nữa, muốn thay phông $5 nữa. Có nghĩa là cứ cộng lên thôi, chứ không phải như mình là giống như là mình làm cái gì cũng cho hết. Việt Nam mình mà theo cái hình thẻ nhiêu vài chục nghìn thôi mà đòi tùm lum hết. Cho nên á, một cái bộ album cưới bên đây á, với ông khi chụp ra làm kiếm từ á, là $3,000 đến $5,000 là chuyện rất là bình thường. Mà nó không phải như mình nó đâu. Ví dụ như chụp hình cưới, tôi cũng từng chụp hình cưới bên Mỹ này. Nha, tôi chụp bằng tưởng tượng không, tôi chụp chỉ có một tấm hình cổng thôi. Tấm hình cổng nha, và 20 tấm hình nhỏ mà không có design gì hết á. Chụp xong, chỉ có chỉnh sáng rồi sơ sơ một tí, cho mày coi hình trên máy. Ok phải không, rồi in ra giao, tôi chụp cho khách Mỹ luôn á. In ra giao, tôi lấy 1,500 đó. Tấm hình cổng, rồi. 20 tấm hình nhỏ thôi. Anh nói về là mở đường cho anh em chạy qua Mỹ xài làm Photoshop hết. Không, tôi nói trước cái đã. Nhưng mà cái chuyện mà bên đây tôi làm như vậy á, các bạn không? Tôi làm như vậy nó khác với anh em mình ở Việt Nam, là đôi khi một tháng làm được có 1 show 2 show à. Chứ không phải như anh em mình bên đó một ngày có thể 1 show 2 show, bằng tháng để 5, 7 show, 10 show. Tại vì nó cái xu thế bên Mỹ này nó khó hơn Việt Nam ở chỗ là cái giới mà đi chụp hình thì phải là giới thật sự là nó có một cái thức hình ảnh. Còn đa số người ta cầm điện thoại nó chụp không à, đám cưới nó không có nhu cầu chụp hình. Còn mà thật sự đi vô Mỹ chụp của Mỹ một cuốn album là phải 10,000, 15,000 trở lên. Mỹ nó chụp khác, và Mỹ nó chụp còn đơn giản hơn Việt Nam nữa. Nhưng mà cái frame nào nó ra frame đó nó pro. Nó bên Mỹ này cái xu thế làm ảnh nó khác với mình. Nó không có cầu kỳ, nó không có retouch nhiều, nó không có chỉnh nhiều, mà nó đòi hỏi cái độ chân thật rất là cao. Và nó không có cái chuyện mà sắp đặt hay là nó thích những cái cảnh giả. Nó bên Mỹ này á, tại vì bạn biết không, nó đã quá chán những cái chuyện mà giống như là khuôn khổ hay là cái kiểu mà giống như là phải bị áp đặt cái này cái nọ. Mà nó luôn luôn thích một cách tự do, phóng khoáng và gần gũi với thiên nhiên. Cho nên phong cách ở bên Mỹ này đa số mà để thành công á, là người ta chụp theo cái dạng là paparazzi.
Có nghĩa là chụp tự nhiên săn ảnh, và nó xem giống như cái buổi chụp hình đó, là một cái gì đó nó giống như là ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm chơi cho vui thôi, chứ nó không có quan trọng là chuyện là phải là hình nó thế này thế kia thế nọ, và nó cũng chẳng có khoe với ai hết, chỉ để nó coi thôi. Và đôi khi bạn tin ông nó chụp xong nó chẳng cần gỡ hình nữa, nó chỉ lấy bỏ vô trong cái phone đó, bỏ trong cái máy nó là xong rồi. Và một cái điều nữa đó, cái kinh nghiệm của tôi đó là muốn các bạn muốn có thể thành công trong cái nhiếp ảnh, mà đặc biệt là có thể đi làm việc không những ở Mỹ mà các nơi khác. Bây giờ tôi cũng đã từng đi các nơi khác rồi, ở Hồng Kông rồi nào tôi cũng đã đi hết rồi. Thì cái điều quan trọng nhất á, tôi tin một điều rằng, tôi tin luôn đó, và bản thân tôi cũng trải nghiệm, bởi vì mà biết tại sao tôi từ Việt Nam mà tôi qua Mỹ mà nó mời tôi có thể đi chấm thi được. Bởi vì cái trình độ khả năng anh em mình á, về cái kiến thức về Photoshop hay là về nhiếp ảnh ở Việt Nam mình á, là không có thua thế giới đâu. Bằng chứng á, không coi những cái cuộc thi nhiếp ảnh lớn, hầu như á, những cuộc thi nào cũng có anh em Việt Nam mình đoạt giải. Có nghĩa là chứng tỏ là mình không có thua người ta về tay nghề. Mà đặc biệt bây giờ thế giới nó phẳng, giống như thế giới nó phẳng nào, giờ các bạn ngồi ở Việt Nam mà vẫn có thể nghe tôi nói chuyện được, chúng ta trao đổi với nhau được. Đó là một cái điều tuyệt vời nhất trong cái thời buổi hiện nay. Cho nên về mặt bằng, về trình độ, kiến thức và tay nghề, chúng ta không có thua người ta. Và nếu như có thể nói một câu để mà truyền lửa cho các bạn trẻ Việt Nam đó, thì tôi chỉ muốn nói một câu duy nhất thôi. Chúng ta phải có một cái tư duy vượt ra khỏi cái giếng. Có nghĩa là các bạn muốn thành công thì các bạn phải đừng bao giờ suy nghĩ rằng mình là người Việt Nam và mình làm với phục vụ cho Việt Nam thôi. Mà mình phải có một cái suy nghĩ, cái tầm mình nó cao hơn một chút xíu. Đó là chúng ta phải là công dân quốc tế, chúng ta phải làm việc cho quốc tế. Thì muốn đạt được điều đó, các bạn chỉ có một cái duy nhất, một cái chìa khóa mà các bạn có thể làm được: Anh Văn. Bạn học tiếng Anh cho tôi. Và cái chìa khóa đó tôi đã tìm được khi mà tôi qua ở Mỹ này. Và thật sự các bạn biết không, khi tôi qua Mỹ này đó, thì thật sự mình mới thấy được mình là ai. Và mình vẫn qua là một con số không tròn chỉnh, chẳng là cái đinh rỉ gì hết. Khi nào mà bạn có được cái vốn tiếng Anh và bạn cãi lộn được với tụi Mỹ đó, và bạn có thể hiểu được nó đang nói cái gì, bạn có thể truyền đạt được những cái ý tưởng của bạn cho tụi nó, và hiểu đó bạn sẽ tự động là có việc để làm. Và một trong cách hay nhất á, các bạn muốn học tiếng Mỹ thì không có gì đơn giản bằng là bạn hãy tham gia tất cả những cái diễn đàn về chuyên ngành ở trên Internet đó. Và học tiếng Anh thì tôi nói bạn học không phải là học bằng cái kiểu á, là kiểu lấy điểm TOEFL cao hay là học văn phạm nha, mà chúng ta học nói và nghe. Làm sao nói nghe giao tiếp được là ok xong. Rồi, thì câu hỏi này tôi trả lời chắc là chỉ được tới mức độ vậy thôi. Rồi ok. À, anh có nói, anh có nhắc tới cái vấn đề là phải sáng tạo. Thì có một câu hỏi, có một cái bạn gửi câu hỏi như sau nè. Chào anh Dương Trung Hiếu, em là newbie, mới học được thiết kế hơn một tháng. Em có câu hỏi muốn anh giải đáp là trong cái việc thiết kế hay là chỉnh sửa ảnh á, nếu chưa có ý tưởng thì mình tham khảo ý tưởng của người khác rồi phát triển nó đúng không? Nhưng mà mình phát triển á, thì mình toàn là phát triển theo kiểu là xấu hơn đấy. Thì dưới con mắt nghệ thuật và kinh nghiệm nhiều năm của anh á, thì anh có thể cho bạn lời tư vấn về ý tưởng trong thiết kế được hay không? Bạn cảm ơn. Thì nói về ý tưởng thì tôi xưa tôi hay nói đùa với các em sinh viên, mà là lúc mà tôi còn dạy bên trường khoa mỹ thuật công nghiệp của trường đại học Hồng Bàng. Thì tôi mới hỏi ý tưởng là cái gì, thì cuối cùng tôi nói đùa ý tưởng là em tưởng nó có ý thôi. giống như lý tưởng là mình tưởng nó có lý. Nói đùa thì chơi cho vui vậy thôi, chứ thật ra cái ý tưởng đó, gọi là cái idea. Mà cái idea thì nó phải xuất phát từ một cái mình thấy người ta vẽ cái hình, cái idea là cái gì, là một cái bộ não nó có một cái bóng đèn đúng không, thì nó phải xuất phát từ một cái tư duy, là mình phải động não. Là muốn có ý tưởng thì các bạn phải làm ơn trả cái não của các bạn đó, nó trở về đúng cái vị trí và chức năng của nó là để suy nghĩ chứ không phải để sao chép. Và một trong những cái đó là chúng ta luôn luôn là thua những cái quốc gia khác tại chỗ đó. Người Việt Nam mình phải công nhận một điều là chúng ta rất là giỏi trong cái việc là học hỏi và bắt chước, nhưng mà về sáng tạo thì chúng ta lại tôi nói thẳng tôi không có ngại gì là chúng ta kém hơn người ta. Và bản thân tôi vậy thì qua bên Mỹ này tôi cũng thấy điều đó, và bản thân tôi phải thay đổi nhiều.
ở Mỹ này á, cái mấy đứa trẻ đó nó được nhà trường dạy ngay từ nhỏ luôn là cái chuyện là luôn luôn phải sáng tạo. Cho nên bạn thấy đi, hiện nay á, giống như cái hiện tôi đang dạy về cái môn gọi là kiếm tiền online, như là kiếm tiền YouTube á, thì đa số người Việt mình chỉ có re-up để lấy tiền, trong khi người Mỹ á, họ chỉ có gọi là must buy me là tự làm. Rồi tới là nói ngoài luồng thôi, bây giờ nói bên trong nè. Các bạn nói là khi chúng ta chưa có ý tưởng thì chúng ta có thể lấy ý tưởng người khác được không? Cái điều đó không có sai. Bởi vì chúng ta nên hiểu theo cái kiểu giống như là ăn uống á. Bây giờ đơn giản nè, bây giờ chúng ta cần cái protein của người, đúng không quý vị? Thì chúng ta sẽ ăn gì? Ăn thịt, cá, tôm, cua, bò. Nhưng mà khi mà chúng ta ăn những cái món nó vô trong người đó thì nó phải có một quá trình chuyển hóa những cái protein của bò, heo, gà, thịt nó thành protein của người. Nếu như mà không có quá trình chuyển hóa đó thì chúng ta trở thành con heo, trở thành con gà, trở thành con bò rồi. Tôi nói cái này hơi thâm thúy một chút, nhưng mà tôi muốn nói với các bạn như thế nào là mình có quyền lấy ý tưởng người khác, nhưng phải cố gắng tiêu hóa nó, chuyển nó thành cái của mình. Có nghĩa là chỉ có tham khảo của nó thôi, và mình phải luôn luôn đặt câu hỏi. Cái phương pháp của tôi là khi dùng một cái ý tưởng, coi một cái ý tưởng của ai đó, tôi đặt canh 5 cái chữ W và một cái chữ H. W thứ nhất á là what. Ủa tại sao nó làm vậy vậy ta? Thứ hai là why. À, what là nó làm để làm cái gì? Nó dùng cái này để làm cái gì? Mình tự hỏi, mình tự trả lời. Và why là tại sao? Tôi luôn đặt ra tại sao? Tại sao nó làm cái này mà nó không làm cái kia? Tại sao nó dùng cái màu này mà nó không dùng cái màu nọ? Rồi where? Là ở đâu? Ở đâu nó lại có cái điều này? Và nếu mà cái poster này hoặc là một cái logo này, một cái hình này nó làm như vậy thì nó sẽ trong cái hoàn cảnh, bối cảnh nào thì nó sẽ được có chỗ đứng và người ta thích nó. Cái là ở đâu á, where đó. Rồi when là khi nào? Cái trường phái này bây giờ đó, nó còn được dùng nữa hay không? Hay là nó xưa rồi? Không thể nào đem một cái ý tưởng từ thập niên 80 mà áp dụng cho cái năm 2010 mấy này được. Thì cái when nó rất là quan trọng, nó không gian và thời gian đó. Và who là ai? Có nghĩa là cái này nè, cái ý tưởng này mình cấp người ta nè, mình hiểu rằng người ta làm cái này phục vụ cho cái đối tượng nào, họ là ai, giới đó là giới già hay là trẻ, nam hay là nữ, và cho quốc gia nào nữa. Rồi cái cuối cùng á là mình phải đặt ra một câu hỏi nữa, là chữ H, là chữ how, là làm cách nào mà tại sao nó làm được như vậy mà mình làm không được đó. Thì cái đó là cái phương pháp mà ngày xưa tôi đã từng lý giải cho những em sinh viên trong trường đại học á, là nếu như bí ý tưởng thì phải làm sao, và nếu như muốn tham khảo ý tưởng của người ta là phải làm sao. Đừng có lấy nguyên si của người ta đem về, nó không có hay đâu, và nó sẽ giúp nó làm cho mình lụi đi cái suy nghĩ và cái óc của mình á, nó không được trở về đúng vị trí của nó. Thì tôi xin trả lời câu này là như vậy. Dạ rồi, ok. Rồi cảm ơn anh cái trả lời câu hỏi này ha. Có một cái câu hỏi hồi nãy có một bạn chat ở bên YouTube á, em thấy nó khá là hay, là tại sao anh đam mê 7 năm rồi tại sao lại anh đam mê như vậy rồi nhưng mà anh lại bỏ 7 năm đó. Và đồng thời em cũng muốn hỏi luôn này, câu hỏi của em là cái việc là anh vô tình gọi là cái tư duyên thôi là anh phải va chạm vô cái lĩnh vực Photoshop, nhưng mà động lực nào giúp anh tạo ra những cái tutorial rồi những cái bộ khoa học trước đây khi mà mới tập á, em đi tìm những cái bộ khoa học này nọ của Việt Nam bằng tiếng Việt thì cũng ra của anh Dương Trung Hiếu rất là nhiều. Và tại sao anh lại có cái động lực để anh làm được như vậy? Anh có sợ là anh làm xong rồi, em nghĩ là hồi đó anh làm xong anh là anh cũng bán đúng không? Thì không biết, tại vì em cái lúc tìm là nó share đầy trên mạng rồi nên không biết là lúc đó là anh có kinh doanh nó hay không. Và cái tại sao cái lĩnh vực mà anh vô tình tư duyên gặp phải như vậy nhưng mà anh vẫn có đủ cái kinh nghiệm để mà anh đứng trên giảng đường và anh dạy cho rất là nhiều những cái người mà người ta đã có cái bề dày kinh nghiệm nhiều năm từ khi mà anh được anh dạy như tới bây giờ. Thì tại sao anh có cái động lực anh được làm được như vậy, và tại sao anh lại bỏ cái nghề Photoshop được 7 năm rồi, có thể anh giải thích được không? Câu hỏi này cũng rất là thú vị ha. Như thế này, cái động lực mà lớn nhất mà khiến tôi làm tới bây giờ á, lăn lộn với xứ người, có nghĩa là đi vác chuông đánh xứ người á, có một chữ một, nó chữ là không có sợ. Nhiều người sợ không làm được gì hết trơn, tôi không có gì sợ hết trơn. Mà muốn đạt được điều đó thì nó phải có một cái
cái chữ liều. Nhưng mà liều là phải liều, phải có đúng nơi đúng chỗ. Thì nó là một quá trình rất là dài. Thì thôi giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe từng từng cái giai đoạn một đi ha. Dạ, dạ. Cái giai đoạn thứ nhất là tôi nói với mọi người đó, tôi là từ nhỏ lớn tôi chỉ có một cái đam mê duy nhất của tôi thôi. Đó là gì các bạn biết không? Là trở thành một kiến trúc sư. Dạ. À chứ tôi không phải đi không được công nghệ thông tin này. Và từ nhỏ lớn tôi làm gì là cũng theo một cái định hướng đó hết. Và cái gì cũng vậy trơn á, tôi có một cái bệnh, có dùng là từ cái bệnh luôn á, gia đình tôi nói tôi là cái thằng bệnh đó. Là khi làm bất cứ gì là đều lấy giấy viết ra, ghi ra kế hoạch rồi lên ý tưởng lớp lan để làm. Thậm chí bạn tin không, đi xây cái chuồng heo nữa tôi cũng phải lấy giấy tôi vẽ. Tại thời đó tôi học kiến trúc mà tôi phải vẽ phác thảo là như thế nào nào nào, rất là bài bản chứ không phải là bình thường là cứ đơn giản đâu. Cho nên viết nó thành cái thói quen. Cho nên tôi lập trình cái con đường tôi đi nó kỹ lắm. Và nó xui khiến cuối cùng là nhiều khi mình đam mê một cái lĩnh vực nhưng cuối cùng mình không theo được lĩnh vực đó. Thì đến khi mà tôi làm việc trong sở khoa học á, thì cuối cùng á, thì như bạn biết thì sở khoa học công nghệ là cái ngành kỹ thuật. Thì sếp mới nói vậy nè, nếu như mày mà theo kiến trúc á, thì ra thì mức lương của mày á, nó không có được công nhận là ngạch chính quy. Cho nên phải theo công nghệ thông tin, thì cái bằng kỹ sư công nghệ thông tin thì nó mới được xem là chính quy, là được hưởng cái quy chế là gọi là giống như chuyên môn, chứ không là chỉ là kỹ thuật viên là ấy thôi. Thì thời mình là bạn biết rồi đó, là cơm áo gần tiền. Với tôi là tôi từ nhỏ độc lập cho nên thôi tôi phải bỏ đi cái nghề mà tôi yêu thích, tôi chuyển sang cái nghề mà tôi chẳng yêu thích tí nào là về công nghệ thông tin. Nhưng mà cuối cùng rồi thì ngay bây giờ tôi phải cảm ơn cái nghề công nghệ thông tin, bởi vì nó giúp cho tôi đã chọn đúng hướng. Chứ nhiều khi bây giờ tôi chọn cái ngành mà bên kiến trúc chắc bây giờ chắc nó cũng chẳng ra cái gì đâu. À, tại sao tôi làm cái bộ đĩa Photoshop và tôi có bán được hay không? Nói tới cái này thật sự mà nói tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Và cảm thấy so với bạn Phúc, bạn Uyên hay là những anh em trẻ sau này mình thấy đúng là nhục. Nhục hơn các bạn nhiều. Không, tôi dùng chính xác từ luôn á. Tại sao vậy? Thì cái thời đó là Internet Việt Nam mình nó chuối lắm. À, mới có quay bằng cái gì bạn biết không, quay bằng cái modem á, mà modem 128 kg á, tao đùng á. Chứ đâu có phải mà như bây giờ mà được sung sướng gì đâu, mà không phải ai cũng có điều kiện mà vô internet đâu. Tụi tôi làm trong sở khoa học nè, cả cái phòng design của tôi á, được xếp á, cấp cho một cái đường line à. Thằng nào nấy tranh nhau quay để mà vô để mà lấy thông tin. Và ngày xưa tụi tôi á, là tham khảo những cái kiến thức á, tham khảo những cái bài học mà ngày xưa cái về công nghệ, về cái lĩnh vực mà Photoshop này hay là về đồ họa nó ít lắm, ít tài liệu lắm. Yeah. Mà ngày xưa sở khoa học là mua tài liệu là mua trực tiếp từ bên Mỹ, mà tôi được một cái tập đoàn dữ liệu quốc tế nó gọi là IDG á, nó tài trợ cho cái tờ báo tôi một cái số những cái tài liệu, thì trong đó có những cái tài liệu về Photoshop. Yeah. Tôi nhớ hoài xưa tôi có cái bộ là Photoshop Wow á. Photoshop Wow là nó 2.0 cho phiên bản cho Mac á. Đấy. Thì tôi mới đem cái về tôi nghiền ngẫm và tôi nghiên cứu. Và lúc đó thì không biết không, tôi xem những cái tài liệu bên ngoài không có ai có cái tài liệu gì về Photoshop hết. Thì tôi mới nghĩ cuối cùng thôi tôi mới đẻ ra cái bộ đĩa. Cái bộ đĩa mà đầu tiên tôi làm hồi xưa là Photoshop 7 chấm, rồi Photoshop CS2 lúc đó cũng để dành cho sinh viên nó đi học thôi. Dạ. Nhưng mà không ngờ thì sau khi ra cái bộ đó đó thì bị thiên hạ chửi quá, chửi coi như chửi tơi tả te tua luôn. Bởi vì thời đó thì có một cái bộ Photoshop mà do cái đài truyền hình, yeah, đài hình thành phố hay đài hình nào nó có làm, tôi nhớ nó làm mấy đĩa đó, yeah, nó phát trên đài nhưng mà nó mờ tiệp đó. Dạ em có coi, nó mờ hồi lắm. Xưa em có coi, nó mờ lắm. Dạ tôi mất cũng khoảng cỡ gã cả năm trời mới làm xong cái bộ mà Photoshop 7 đĩa đó. Dạ. Yeah. Thì khi làm xong đó thì ác cái vậy nè, cho nó thì cũng không xong và bán thì cũng không có được. Yeah. Không biết tại sao không? Tại vì cho đó thì cho kiểu nào đây? Bởi vì ngày xưa đâu có phải giống như bây giờ là đưa lên mạng để mà cho đâu. Yeah. Mà nếu mà chép đĩa thì bạn biết không, cái thời đó mà cái đĩa trắng đó, trời ơi, lúc đó là CD thôi. Cơ quan tôi mua một cái đĩa mà CD để mà chép để mà lưu dữ liệu á, mà mua cái đĩa mà cái bộ cái đĩa đó không là 600 mấy đô la cái đồ đọc mà chép. Đâu phải là đơn giản đâu. Yeah.
đấy nó khổ lắm rồi. Cho cũng xong mà bán cũng không được nữa, tại vì muốn bán á là bạn biết phải xin giấy phép, xin thời giấy đó phép. Căng lắm, phải giờ đâu xin giấy phép, mà không phải giấy phép mà kiểu mà bây giờ là kiểu nó dễ vậy đâu. Đấy, cuối cùng thì thôi bây giờ tôi chỉ có cái là một thời gian dài thì cho qua chép tay, nhưng mà ác cái chép xong nó lạc ra ngoài nào không hay. Thời đó đó bạn biết không, thời đó là có một số các cái chỗ mà chép đĩa bán mà biết ai ở gì, mà những người đó tôi không nói thì cũng không sao. Cho nên á cái cuối cùng thì tới mấy năm sau thì khi mà tôi đã không còn làm bên Visual nữa, nhưng là tôi cùng một số anh em nên tụi tôi mới thành lập cái tờ báo riêng, đó là cái tờ E-Chip. Như bạn thấy là tôi là tác giả của logo E-Chip á, cho nên tôi mới có ý định là thôi bây giờ cho đại trà chọn hết. Đấy thì mà cho thì tôi cũng suy nghĩ ngoài, biết cho kiểu nào, cho nên tôi mới mượn cái thế của tờ báo á, là tôi mới đăng một tin ai mà muốn lấy bộ đĩa này thì cứ việc lấy cái vừa giúp cho tờ báo đánh báo được luôn, là cắt cái phiếu trên cái báo mang đến tôi đó. mang đến cái nhà tôi đó, thì tôi mới tập hợp được 5 đứa sinh viên. Thì thời đó mấy đứa sinh viên nó cũng dễ thương, là có mấy đứa nó cũng giàu lắm, nó nói thôi để em giúp cho thầy, thì nó cũng đến, nó vừa mỗi đứa nó phụ lại nó lúc đó thì cái đĩa nó, nhiều đứa nó cũng mua được cái đĩa ghi chứ. Nó mang máy tới rồi nó có ghi luôn, rồi nó ngày đêm nó ngồi đúc đĩa, nó đúc ra cũng nhiều lắm. Thì đợt đó được 5 đứa thì nó đúc vậy, thì một ngày tôi đúc khoảng cỡ là 30 bộ, một bộ 7 đĩa, 30 bộ. Thì tôi mới lấy cái cớ là cứ ai đem đĩa trắng đến thì đưa vô là lấy đĩa ghi về rồi miễn phí, đưa cái phiếu E-Chip thôi. Đó, thì đôi bên cũng có lợi, E-Chip bán được mà tôi đăng trên đó miễn phí, khỏi tốn tiền, chứ người ta đăng cho nó tiền nhiều lắm. Thì tôi làm được một thời gian, khoảng hơn tháng thì chương trình nó xong, thì cũng cho được khoảng cỡ tôi nghĩ nhiều lắm. Rồi sau đó một tháng sau tôi nhìn ngoài đường đầy hết, chỗ nào cũng bán đĩa luôn, nó tự in, nó tự bán, không nói được gì hết. Cũng chẳng có thời gian đâu. Mà tôi buồn cười nhớ nè, là khi mà đi ra đó, mình ra mình gặp cái chỗ bán đĩa đó, tôi chỉ đóng vai người mua đĩa đó. Tôi hỏi cái người bán đĩa, nói rằng ồ cái ông Diêm Hiếu này là bạn của tôi, ông này năm mấy 60 tuổi, già lắm, anh muốn đĩa nào có đĩa đó. Mình buồn cười nói gì được, thôi cũng không sao, tại vì tôi suy nghĩ rằng là tại cái động cơ tôi làm để cho là chính. Nhưng mà nhiều người nói sao mày ngu mày không chịu bán, tôi nói mà xưa nay tôi cũng chẳng có ý định để bán rồi, hiểu không? Nên cái đó là cái là tôi nhục hơn các bạn nhiều, là không có làm ra được tiền, không có làm được đồng nào hết trơn từ những cái bộ đĩa đó. Mà người khác là kiếm tiền từ bộ đĩa tôi rất là nhiều. Lạ chỗ đó. Thì ngay tới bây giờ hiện nay bên Mỹ này cũng vậy, chứ người Việt Nam mình là tôi cũng chẳng bán được bao nhiêu mà tôi cho chính. Giống như ngày hôm nay đó nè, nãy có nhiều bạn hỏi là sao giao lưu này có quà hay không. Đó tôi nói đó, tôi có cái sản phẩm của tôi mới vừa viết ra đó, là một cái bộ ebook, rồi kể cả video, rồi kể cả tất cả các cái tư liệu vân vân các thứ. Thì tôi sẽ tặng cho tất cả những người nào mà giao lưu trong ngày hôm nay. Thì tôi sẽ gửi cái đường link này cho Phúc. Thì tặng cho Phúc một bộ, rồi Phúc lấy cái đó Phúc sẽ chia sẻ cho những anh em nào mà có tham gia trong ngày hôm nay, những món quà mình gửi tặng. Thì cái trị giá của cái sản phẩm này thì mình bán cho những người bên Mỹ này là $10. Thì nếu mà ai mà có duyên thì cứ việc học cái bộ đĩa này đi, sản phẩm này đi, thì có thể kiếm tiền được đó. Thì hôm nay cũng món quà nhỏ như vậy. Mấy bạn đang gieo quá trời. Rồi ở còn gì nữa không ta? Câu hỏi nãy mình như hơi lan man. Ok, rồi không cần. Rồi về mình tiếp tục câu hỏi tiếp theo nha. Vừa nãy có một bạn đã hỏi trên YouTube là với kinh nghiệm là anh đi gọi là đi chấm điểm với những cái cuộc thi ảnh, thì anh vậy thì dựa theo những kinh nghiệm của anh, làm sao mà phát hiện ra được một cái bức hình đã được chỉnh sửa qua Photoshop? Cái này thì bạn hỏi cũng là đúng cái nghề của tôi. Đúng nghề. Thì thật sự nói tôi vô để chấm thi, tôi không có chấm về vấn đề bên chụp ảnh hay là kỹ thuật về chụp ảnh, mà tôi chỉ được giao một cái nhiệm vụ duy nhất là phát hiện ra những cái tác phẩm nào nó đã ứng dụng Photoshop một cách lộ liễu. Bởi vì trong cái quy chế cuộc thi là nó không có cho dùng Photoshop, tại cái đề tài nó là như vậy. Đó thì tôi chỉ đi bắt dò mấy chuyện đó thôi, mà tôi dùng cái một số các cái phần mềm chuyên dụng.
có những phần mềm chuyên dụng để có thể biết được là bức ảnh đó nó có dùng Photoshop hay không. Dạ. Cái thứ hai đó là nó cộng thêm một cái nữa, đó là cộng về cái kinh nghiệm của mình. Dạ. Bởi vì cái chuyện mà ghép ảnh đó thì rất là dễ phát hiện, các bạn. Tôi nói về kinh nghiệm cho bạn nghe nè. Thứ nhất, cái ghép ảnh đầu tiên của người Việt Nam mình á, và nhiều người ghép ảnh là không chú ý về ba thứ. Thứ nhất là cái độ ánh sáng. Dạ. Tại vì khi mà chụp ảnh á, bạn nếu lấy này lắp qua kia đó, thì hai cái ánh sáng á, mà hai bức ảnh mà nó không có tương đồng á, dạ, thì nó sẽ lộ ra ngay. Dạ. Đó là một. Cái thứ hai đó là về cái độ mà viễn cận của bức ảnh. Dạ. Ví dụ như bức ảnh chụp ở viễn cận, có cái nhiều khi là chụp cái nền á, cái nền nó là bằng cái quay. Dạ. Rồi lại lấy cái tele chụp cái chân dung, cái ảnh này ghép vô sao mà được không? Dạ. Rồi nó còn một cái độ nữa, đó là cái độ nhiễu hạt. Tại giữa hai bức ảnh mà khi mình ghép vô á, dạ, thì nó có độ hạt, đúng không? Có cái này, cái này hạt nhiều, cái hạt ít, nhiều người đâu có nhìn ra cái mật độ phân phối giữa các hạt, với bởi vì cái ISO gì đó nó tạo ra cái điều đó. Nó nhiều thứ như vậy. Dạ. Và có những thằng nó ghép cực kỳ kinh khủng luôn. Dạ. Nên không nhìn ra được cũng phải dùng phần mềm. Rồi, quay lại cái câu hỏi trước, em nhớ là còn một cái vế là tại sao anh lại bỏ Photoshop được 7 năm rồi? Mặc dù như thế anh đam mê như vậy. Cái nói về bỏ thì nó không có chính xác. Dạ. Tôi nói bỏ đây là bỏ không có làm bên ảnh cưới nữa. Ồ, dạ. Chứ không phải là bỏ về Photoshop. Dạ. Bởi vì nhiều người không hiểu là tôi, cái Photoshop nó ứng dụng rất là nhiều. Nó nhiều về trong lĩnh vực lắm. Thì hiện nay tôi vẫn dùng Photoshop trong 3 việc chính của tôi. Thứ nhất là để phục vụ cho cái việc thiết kế website, để làm web, như là làm layout và thậm chí design cái này kia cho web. Dạ. Cái thứ hai là tôi dùng cái Photoshop mục đích chính là phục vụ cho cái việc kiếm tiền. Dạ. Nghĩa là để làm cái chuyện internet marketing, chẳng hạn như design những cái poster, những cái này nọ để nấy, chứ không có làm bên ảnh cưới. Tôi nói rõ điều đó. Dạ. Cho nên nó là cái công cụ để mà phục vụ cho công việc hàng ngày. Cho nên tôi dùng Photoshop ở góc độ giống như là một cái hỗ trợ cho công việc của tôi. Bởi công việc chính tôi hiện nay là kinh doanh về vấn đề gọi là online và làm mấy cái hệ thống internet marketing. Đó thì cái đó là nói về bỏ thì không có chính xác, mà gọi là bỏ về những vấn đề mà như các bạn đang làm hiện nay, là các bạn sử dụng hình để lên màu, để làm ảnh cho gái, để lừa tình, hay là để kiếm tiền bằng làm chân dung, làm cưới. Thì tôi đã không có làm cái lĩnh vực đó 7 năm nay, bởi tôi không có nhúng vô nữa. Dạ. Thì về cái lĩnh vực đó tôi mù tịch về cái chuyện đó, và hầu như lạc hậu về cái chuyện đó. Cho nên Tú nói rất là đúng, là anh mấy coi với hình cưới anh ẹ quá, đúng, chính xác, không sai. Tôi không có buồn về chuyện đó, bởi vì nó là sự thật, là sự thật thôi. Dạ. Rồi, vậy tạm thời lấy câu hỏi rồi. Bạn nào có câu hỏi đặt thêm thì có thể là đặt thêm ha. Tại vì thời gian thì hiện tại là một tiếng 55 phút rồi. Vâng, 55 phút rồi là vừa đúng với lại cái mà mình muốn giới hạn lại. Thì nếu như mà bạn nào có câu hỏi thì cứ việc đặt thôi ha. Có thể là mình sẽ gửi qua Facebook cho anh Hiếu, thì anh sẽ trả lời anh Hiếu. Còn lại cái bộ giáo trình của anh Hiếu, anh Hiếu có hứa là tặng ta ha. Mình sẽ chuyển ngay cho Phúc ngay bây giờ. Dạ. Nếu mà anh em chưa có hỏi câu nào thì mình cũng muốn có một chút các cái điều để mà tâm sự với anh em một chút ha. Không biết là được không ha? Dạ, được, được. Ok, thì cái này là nói riêng về cái góc độ của bản thân mình thôi. Thì hôm nay tham gia cái diễn đàn này đó, thì cũng mặc dù bên Mỹ này quý vị biết là tôi công việc rất là bận rộn, thì được Tú cũng thông báo cho biết là cái chương trình nó diễn ra ngày hôm nay nó là như vậy. Và mình cũng theo dõi các cái hoạt động của các bạn trẻ Việt Nam, ví dụ như về cái lĩnh vực Photoshop thì có Phúc nè, có Uyên nè, một số người bạn khác nữa. Thì với góc độ của một người đi trước, tụi tôi già rồi, già cỗi rồi, thì thấy những bạn trẻ làm được như vậy, mà trong cái lĩnh vực về bên công nghệ thông tin và lĩnh vực bên nghệ thuật ấy, thì tôi muốn khuyên các bạn một cái điều như thế này, là muốn thành công thời nay ấy, thời nay mà chúng ta muốn thành công ấy, là chúng ta phải đi theo cái đội nhóm, là team group. Chứ chúng ta mà theo cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân ấy, thời nay thời không có dành cho Dương Vô Kỵ hay là Dương Quá hay là
hay là chủ nghĩa thuần cá nhân được, mà phải đi theo đội, đi team group thì chúng ta mới có thể dễ dàng thành công được. Và chính điều được cái bài học đó đó, nước ngoài nó đã dạy cho mình rồi. Bởi vì chính vậy người ta mới có tập đoàn. Còn mình thì bây giờ, nhưng mà thấy nó có nhiều tập đoàn đâu. Cho nên một trong những cách mà chúng ta có thể nhận được từ người khác là chúng ta phải mở lòng, và chúng ta phải biết công nhận người khác, và chúng ta phải biết ủng hộ những người khác. Thì cho nên cái việc mà Phúc làm ngày hôm nay, cũng như là nếu như sau này có những người nào làm mà có mời tôi, tôi cũng sẽ sẵn sàng thu xếp là tôi sẽ tham gia. Mặc dù các bạn biết bên đây công việc mình tính theo kiểu mà phút với giờ mà, nhưng mà tôi vẫn phải tham gia. Mặc dù những người nhà bên đây hay là những người bạn nó mày có khùng, làm chuyện quá vẩn, không có được đồng bạc nào. Đấy, tại tôi nói phải là tại tôi kể lễ gì mà muốn nói đây cho vị thấy á, là chúng ta phải biết trân trọng những giá trị. Giống như các bạn ngày hôm nay các bạn tham gia trong cái khóa này, tham gia trong cái stream này, thì có nghĩa là chúng ta cũng là hữu duyên rồi. Và chính vì vậy tôi muốn đáp lại cái tấm chân tình của quý vị, cũng như là giống như cái sự biết ơn đó, tôi mới gửi cái phần mềm và gửi cái sản phẩm như vậy á. Thì bánh ít đi bánh quy lại thôi, thì trao cho các bạn để mong rằng các bạn cũng sẽ thành công, và ai cũng sẽ thành công, và ai cũng sẽ làm được như Phúc, Uyên và tất cả chúng ta đều làm được. Hai chữ thôi, đam mê thôi. Có đam mê là xong hết. Và các bạn trẻ mình ở đây á, thì tôi thật sự tôi ghen tị với các bạn đấy. Các bạn trẻ, các bạn năng nổ, các bạn còn cái quỹ thời gian rất là nhiều, và còn cơ hội rất là nhiều để có thể thử nghiệm, trải nghiệm và thành công. Như tụi tôi đây là tuổi bốn mấy rồi thì cũng xế chiều rồi, thì không thể nào có thể đua lại các bạn đâu. Và tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nên tận dụng cái sức trẻ của mình nha, đừng có phí sức trẻ nó uổng. Hãy nên đầu tư vào làm những gì mình yêu thích đi, và trong một thời gian ngắn thôi. Thời nay là cái thời của công nghệ số, thời của tự do tài chính, và thời của nắm bắt cơ hội, mà nhất là trong đất nước mình hiện nay nó đang phát triển. Chứ ở Mỹ này khó lắm. Đừng tưởng Mỹ là dễ làm, Mỹ cái gì cũng vô đó chân rồi, nhưng mà bên mình bắt đầu nó hình thành thì nó sẽ rất là dễ để chúng ta thành công. Nếu các bạn nắm được cái mấu chốt này, nó rất là mới mẻ và dễ thành công lắm. Và hãy bắt đầu nghiên cứu những cái gì gọi là kinh doanh về số, những cái gì mà có thể tạo ra những cái thu nhập thụ động. Đừng có vác cái thân của mình mà đi cài suốt ngày làm công như người ta. Mình phải thực hiện ước mơ của mình, đừng có giúp người khác thực hiện ước mơ của họ. Tôi chỉ muốn gửi một cái lời nhắn nhủ cho các bạn trẻ trong cái hôm nay là hiểu điều đó. Và bạn hãy tin đi, cuộc sống này nó không có nhiều đâu. Nhìn đi nhìn lại, chứ như tôi đã nhìn đi nhìn lại là hai mấy năm mà tới bây giờ, nó thật sự các bạn, ngày hôm nay ngồi ở đây nói chuyện các bạn, là tôi cũng vừa được thoải mái và tự do tài chính được khoảng cỡ vài năm nay thôi. Tôi nói điều này là tại vì sao? Tôi cũng là cái thằng của anh Mỹ này, là cũng đã đi đúng hãng rồi, cũng đi giữa neo rồi. Làm hết những cái chuyện mà gọi là, xin lỗi chứ, những cái chuyện mặt hạng nhất của bên xứ này. Nhưng mà tôi vẫn suy nghĩ một điều á, là tại sao mình có đầu óc, mình có khả năng, mà tại sao mình phải làm như thế? Các bạn cũng vậy, các bạn có những cái điều kiện, có khả năng, có đầu óc, thì các bạn không nên đi làm công như người ta hoài được. Làm công chẳng qua là gì? Đó là một cái giai đoạn ban đầu. Để chi? Để mình tích lũy những cái kinh nghiệm, kể cả tiền bạc. Để chi? Để mình bước qua một cái giai đoạn mới, là mình phải tự mình thăng hoa thôi. Mình phải làm chủ. Làm chủ bằng kiểu này, bằng chủ kiểu kia, phải cố gắng vươn lên. Chứ mình đừng có chối cuộc đời mình. Mà nghĩ đi, 5 tháng nó cho qua nhanh lắm, 10 năm, 15 năm, 20 năm nó qua cái vèo. Nhìn lại, ủa tại sao thằng khác nó nhà lầu xe hơi, thằng khác nó đi chơi suốt ngày, mà mình cũng phải cắm đầu đi làm để cho những thằng khác nó chửi mình đó. Và khi mà thật sự tuyệt vời, khi bạn nghĩ tới một cái viễn cảnh giống như tôi bây giờ, muốn đi đâu đi, muốn đi chơi làm gì làm, mà tiền nó vẫn chạy cho túi. Tôi nói là tôi phải tôi tự khoe, nhưng mà các bạn sẽ làm được điều đó. Và hãy học hỏi từ những cách làm đó để mà chúng ta thành công. Tạo ra một đồng cũng được, giống như Phúc bây giờ nó ngồi nó tạo, có những cái sản phẩm số nó bán, nó cũng đang là kinh doanh theo cái kiểu gọi là internet marketing đó. Và chúng ta muốn kinh doanh thì chúng ta chỉ có hai cách thôi các bạn. Một là kinh doanh sản phẩm của mình, còn hai là kinh doanh sản phẩm của người khác. Có nhiều cách đó. Cho nên tôi nói đây là tôi cũng không có nói sâu đâu, tôi chỉ nói để cho đại khái những người nào mà có cái tư tưởng và cái
tư duy mà muốn thoát ra được thành công thì nên nghĩ tới điều này ngay bây giờ, và đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện là kinh doanh theo cái mô hình cũ á, là mở cửa hàng rồi thuê mặt bằng rồi đóng thuế rồi mướn nhân viên, ôi đủ thứ cái để lo hết. Mà bây giờ biến thành những cái cửa hàng online đi. Và Bill Gates đã nói rồi, nếu như trường hợp mà chúng ta không có kinh doanh online được thì coi như là chúng ta coi như là không biết kinh doanh và nên dẹp được kinh doanh nữa. Thôi nay chia sẻ tiếp chứ vậy thôi, thì một lần nữa cũng cảm ơn Phúc với cảm ơn Tú nha, để tạo cái diễn đàn cho anh em cùng giao lưu. Dạ rồi, ok rồi, cảm ơn nhiều. Và ok, buổi này đã khoảng là một tiếng đồng hồ, vừa chính xác. quá đẹp đúng không? Dạ. Mặc dù câu hỏi gửi về thực ra là không có nhiều, đây là một số câu hỏi thôi, nhưng mà có một số câu hỏi thì nó liên quan về kỹ thuật, cho nên là những câu về kỹ thuật thì có thể là để buổi khác. Còn lại một số câu là hỏi thăm sức khỏe nên là thôi, anh có khỏe không thì dạy. đang không khỏe lắm. đang phải uống nước, đang ho. Cũng vậy. Ok rồi, hẹn gặp lại anh rồi ở những cái chương trình nhưng mà cái... nhưng mà dạ. Phúc sẽ Phúc trao đổi khi nào Phúc sẽ làm stream về với cái buổi cái stream của bạn Tú thì sẽ là tối ngày mai vào lúc 8 giờ tối ngày mai sẽ là buổi debut cho bạn Photoshop Tú Nguyễn, bởi vì bạn Photoshop Tú Nguyễn là bạn cũng có một số kiến thức khá là tốt ha, và mình muốn gọi là khoảng cỡ 1-2 tháng nữa thì bạn ấy cũng tạo ra một cái channel riêng, cho nên là mình muốn tạo một cái buổi gọi là debut, tức là tạo cái bàn đạp cho bạn nó làm quen với các bạn luôn. Thì nếu như các bạn cảm thấy nó cảm thấy những cái tutorial hay là cái cách dạy nó ổn thì các bạn có thể ủng hộ ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi tụt này và hẹn gặp lại các bạn vào cái buổi streaming cũng như là cái tutorial phía sau của mình cũng như là của anh Hiếu. Anh Hiếu như là cũng sắp sửa quay lại. Ok, bây giờ mình sẽ gửi link qua cho Phúc. Và dạ. Phúc sẽ có trách nhiệm là sẽ chia sẻ cái sản phẩm đó cho các bạn. Dạ. Và nếu như trường hợp các bạn nhận không được, các bạn hãy níu áo Tú nha, chứ đừng níu áo mình nha. Ok. Rồi ok, rồi bye bye. Chào tất cả mọi người nha. Dạ, phát quảng cáo cái sao? Rồi, à, click quảng cáo đi, click quảng cáo các bạn. Ok rồi, ok. Bye bye, bye Phúc. Dạ, bye mọi người.